Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng loa Bookshelf cao cấp đến từ thương hiệu của Anh Quốc nha anh em. Con này đến từ thương hiệu của Tenoi và tên model là NFM8DMT. Đây là dòng loa mà có thiết kế nhỏ gọn và cực kỳ là đẹp, chuyên sử dụng trong những phòng thu. Và đây cũng là một dòng sản phẩm monitor nha anh em. Và với thiết kế nhỏ gọn và rất là đẹp như vậy thì con này rất là dễ mà anh em bố trí trong các không gian nhà khác nhau. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế sản phẩm trước. Đây, về hình thức con này còn rất là mới anh em à, trên 95%. Con này sẽ được trang bị một loa bass 20 đồng trục nha anh em. Gân cao su, viền vàng, nhìn rất là đẹp anh em à. Thiết kế này và nó rất là sang trọng. Còn ở căn sản phẩm là bãi lưới nha anh em. Và bên dưới thì sẽ có in tên thương hiệu là Tenoi nha anh em. Đây, cái logo Tenoi nha anh em. Đây, Tenoi NFM8DMT. Bên dưới thì sẽ có một cái lỗ hơi nha anh em. Đây, thiết kế quá đẹp nha mà. Con này thì sẽ có một độ nhạy là lên đến tận là 93 dB nha anh em. Công suất của loa là đến tận là 120W trên một loa. Con này thì trọng lượng thì cũng rất là nhẹ, chỉ có 12kg trên một loa thôi em mà. Rất là dễ để anh em có thể mà di chuyển giữa các không gian nhà hoặc giữa các phòng với nhau. Phù hợp với anh em mà nghe nhạc vàng, nhạc acoustic hoặc nhạc bolero, nhạc trữ tình thì chơi với con này là hết sảy anh em à. Và hiện tại thì Nhật đang chơi với âm ly Marantz 1150 nha anh em. Kết âm con này thì nó sẽ cho một giải bass cực kỳ căng anh em à. Giải mid với giải treble thì nó sẽ ngọt ngào và nó chi tiết để bù lại cho giải bass căng. Nên con này vì phải nói là cực kỳ hài hòa về mặt kết âm và được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Và dòng này nói chung thì cũng phải nói là khá là hiếm anh em à. Và phải nói là thi thoảng thì mới về được một con mà có một cái hình thức mà còn mới đẹp như thế này nha anh em. Con này thì có giá rất là rẻ thôi, chỉ với 15.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo của Nhật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây mà anh em cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm. Con này sẽ có hệ thống là chậm loa BY anh em. Anh em cắm đồ bắp chuối vào là ok. Đây, tem nhãn chữ nghĩa sản phẩm còn rất là mới, sáng và đẹp, lung linh nha anh em. Đây, tên mua đồ của sản phẩm. Rồi mời anh em cùng thưởng thức chất âm. Biết rằng mãi chia đôi người đôi ta, tôi xin anh đừng buồn. Chúng ta chung đời lính chiến phong sương, quê nhà với muôn phương. Đường trần dù trong đến môn ý thơ
Nắm tay ta ghi chắc lấy đôi tay, ghi lại phút đêm nay. Bọn mình dù xa nhau anh ơi, nguyện nhớ hoài trong ngày tháng dài. Tân trai để nung chi mong tàn chiến chiến, ngày về trên đất tình yêu mến quê. Rồi anh em thấy sao về chất âm của cặp loa Tannoy NFM8DMT thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để mọi Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.